Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình rất vui vì được làm quen với các bạn và được học chung một nhóm tiếng Anh. Mình cũng xin tự giới thiệu luôn. Mình hiện tại đã 34 tuổi, nhưng mà mình rất thích là học tiếng Anh. Và thời gian trước đây thì mình chưa bao giờ học tiếng Anh hết đó. Bây giờ mình có thời gian và mình muốn quay trở lại bắt đầu học tiếng Anh từ đầu. Vì vậy, cái nhóm học tiếng Anh của mình là nhóm học tiếng Anh dành cho tất cả những bạn mới học, không kể độ tuổi hay giới tính nhé. Mục đích của mình sẽ học cùng nhau 44 âm trong tiếng Anh và chính thức là Anh Mỹ nhé. Chúng ta sẽ có hai nhóm, nhóm tự học. Nhóm này chúng ta sẽ có thể là chat thoải mái ở trong này. Các bạn, nếu các bạn biết tiếng Anh thì các bạn sẽ sử dụng tiếng Anh. Còn nếu mà tiếng Việt các bạn mới học, các bạn có thể sử dụng tiếng Việt. Mình không có yêu cầu bắt buộc trong này nhé. Mình chủ yếu là mình tự học hỏi nhau thôi. Để học được thì mình sẽ tạo thêm một nhóm nữa là nhóm bài tập. Và trong nhóm này các bạn chỉ lấy thông tin bài tập và không chat trong này các bạn nhé. Chỉ lấy bài tập và nộp bài thôi. Các bạn giúp mình thêm tải thêm một cái phần để hỗ trợ cho các bạn chấm điểm việc phát âm của bạn, các bạn sao cho tốt nhé. Đấy là phần mềm Elsa nha các bạn. Trong phần mềm Elsa này thì sử dụng hoàn toàn miễn phí cái phần chấm điểm. Và mình sử dụng thì mình thấy nó rất là tuyệt vời, chấm điểm rất là tốt luôn á. Đấy các bạn xem này, các bạn không quan tâm đến các cái này nhé. Tại vì nếu mà các bạn chưa có mua app á thì các cái này các bạn không thể dùng được. Các bạn chỉ dùng được ở cái phần kính lúp này thôi nha. Trong này các bạn sẽ phát âm thử, sau đó phần mềm sẽ chấm điểm cho bạn xem là bạn đúng được bao nhiêu phần trăm. Mình sẽ nói sơ qua cái phần mềm này luôn, để nếu mà bạn nào chưa biết á, thì các bạn sẽ biết cách sử dụng và tận dụng phần mềm, cái phần chấm điểm một cách tối đa nha. Ở đây á, cái phần kính lúp này các bạn sẽ phát âm vào đây, vào cái phần bạn muốn nói gì đây. Ví dụ như mình muốn có một cái từ mình chưa biết nó là phát âm như thế nào và phiên âm như thế nào, mình sẽ gõ nó vào đây nhá. Mình sẽ gõ là từ gì, từ hello nhá. Đó, mình bấm kiểm tra. Các bạn sẽ thấy đây là chữ hello. Đó, mình coi như mình chưa biết tiếng Anh, chưa biết gì hết. Mình sẽ nghe thử này. Rồi, sau đó các bạn sẽ thấy phiên âm ở phía dưới là phần màu xanh nhạt. Dưới cái loa đó là phiên âm và tiếp theo là phần nghĩa dịch tiếng Việt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử nhé, xem là mình phát âm được bao nhiêu điểm này. Mình sẽ ví dụ là mình đọc sai đi, để mình đi vào cái phần sâu bên trong để cho các bạn thấy nhé. Hello. Ôi xin lỗi, xin lỗi. Hello. Hello. Ôi cái từ này dễ quá các bạn ạ. Mình làm lại nè. Hello. Ok các bạn thấy không? Khi mà mình phát âm sai á thì phần Elsa nó sẽ chấm điểm cho mình và nó sẽ chỉ cho mình là cái âm nào nổi lên, bắt đầu từ màu nha, màu sai, màu đỏ là màu sai trầm trọng nhất ấy. Bây giờ mình muốn sửa cái âm này thì mình sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ nhấn trực tiếp vào cái chữ E màu đỏ này giúp mình nha. Đó, trong này những cái từ nào các bạn phát âm đúng á thì sẽ được chính xác này. Đó, còn những cái âm nào mà bạn chưa đúng á thì nó sẽ nổi màu đỏ lên và sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn phải phát âm cái từ đó như thế nào. Ok, bây giờ cái âm này mình chưa đúng, mình sẽ bấm vào cái loa để xem phát âm như thế nào nhé. Ok, rồi mình hiểu rồi, bây giờ mình quay ra mình làm lại nè. Hello. Đó, các bạn thấy không, khi các bạn phát âm đúng hết thì nó chuyển sang màu xanh. Và mình thấy là cái đoạn video này nó hơi bị dài rồi, mình sẽ dừng lại ở đây và mình làm thêm một cái video nữa cho nó ngắn để các bạn xem đỡ bị cảm thấy nó lâu và nó mất thời gian nhé. Như vậy là mình hướng dẫn Elsa rồi. Xin chào các bạn.